đây đây mọi người, đây 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 mọi người thấy không, xé ra cho chúng luôn. Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trung đây. Đây là bọn quay cùng với mình. Cần giới thiệu không? Mày là thằng nào? Mày là nào? Mày là nào? Mày là nào? Chiến. Có thằng nào ngoài kia không? Đấy, thằng này nè. Đây, lên đây, gương mặt thân quen mà. Đây đây. Đây mọi người, đây là gương mặt thân quen là cái dao hôm nọ. Thằng này đập trứng ngay vào đấy các bạn nha, mình với bạn này vừa ngồi ngoài kia ăn nhán, thằng em mình nó vừa đi bắt gà đâu về. Cái này đây là con gà này, đây gọi là con gà bạch tạng nha mọi người. Chả biết nó bắt đâu nhưng mà mình nghĩ là cái con này xưa phải mấy chục tỷ mọi người ạ. Đấy, ok thì hôm nay mình sẽ quyết định bắt con gà thằng em mình đây, thì nướng úp lồi thì nhà mình đây, đây. Nhà mình đây nha, thì nó lại không mang về nhà mình, nó lại mang sang nhà hàng xóm để, chả biết có ý đồ gì. Đấy, mình đi theo nó, mình với bạn này đi theo nó bắt về thịt luôn. Đấy, mình sẽ làm cái úp lồi. Giờ mình sẽ đi thịt con gà này luôn nha, rồi úp lồi cho mọi người xem. Ok các bạn nha, đây là cái con gà bạch tạng của thằng em mình. Đấy, ok giờ mình sẽ mang vào ướp rồi đợi 15 phút sau là đợi bao nhiêu phút sau cũng được. Rồi mang ra úp lồi nha mọi người. Ok mọi người nha, mình thịt cái gà xong, giờ mình sẽ
bôi gia vị này lên. Mình sẽ tẩm gia vị này lên cho nó ngon nha. Gia vị, ôi trời, ngứa nhỉ. Gia vị của mình đây thì gồm có là đậu, mắm này, mắm này, 6 loại đấy. Mắm này, mật ong, xả, gì nhỉ, hạt lên là 4, lên là 4, hạt húng, húng, rau húng, rau thơm ấy là 5. À, sao thế nữa là 6. Ừ, hành nữa là 7, đúng rồi, hành nữa là 7. Nhưng mà không có tỏi, mình không bỏ tỏi. Đấy, đây, giờ mình sẽ gấp được luôn. Bạn này đang đốt. Cháu đốt đây. Cái này thì tí nữa mình sẽ cho nó xung quanh nha. Cháu đốt đây, đừng có đường. Giờ là chỉ đợi gà nó ngấm gia vị chút thôi. Đấy nhá. Gà thì mình cứ để đấy cho nó ngấm gia vị dần dần. Đợi 15 phút sau mình sẽ mang lên, mình sẽ úp lồi nó ở đây. Đây, chính ngay đây. Đấy, mọi người cùng chờ đợi cái món ăn của mình nó được hoàn hảo hơn nha mọi người. Ok mọi người nha. 15 phút cộng thêm 1 phút nữa là 16 phút đã trôi qua rồi mọi người ạ. Nhưng mà mình giờ mình đây này. Mà giờ mình bỏ ra. Đây nha, mình sẽ úp lồi vào đây nha. Bỏ thêm nó thêm cái này ở dưới này. Không vừa. Không vừa mày. Bút khỉ như mày. Không vừa. Đấy. Ok nha mọi người, mình sẽ được, mình sẽ mang đi như kia. Đi đi. Quay đi. Bay bay. Ok mọi người, đến rồi, đến rồi. Đây là một cái đống lửa rất là to. Rất là to. Nhưng mà mình đốt là mình chỉ sợ là cái viên gạch hoa này nổ thôi. Rồi mình sẽ gạt nó ra rồi mình sẽ bỏ nó nữa. Đây đây. Chan cho. Mình sẽ bỏ luôn nha. Ui, nóng quá. Cái thân nó lỗ chết mày. Lỗ thật đi mày ạ. Rồi, rồi mình sẽ bỏ. Chứ mày tránh ra không nó lỗ đấy. Lỗ lắm. Lỗ lên nó mới lỗ. Thịt mẹ những thanh niên nghịch ngu nhất hành tinh. Rồi, chất củi vào, chất củi vào. Nó dài, nó chín theo. Nó ra còn chín luôn. Kém một giờ đâu, cũng đi rồi bắt đầu về. Đi kilo, đi bắt thằng nào xóm cút sang, để tao quay. Làm chung còn đâu lên cả đây bắt tao quả. Thôi ngồi im đi. Dạ. Dạ. Bố đi đâu ấy? Bố ăn cơm nhà. Bố ăn gì không? Ngon. Đây, ngon luôn. Đây, bè mẹ ăn thử, ăn phát mẹ ăn một nửa tao xem nào. Trời ơi trời. Thôi thôi thôi. Lắm cho tao quay. Cái mày đứng lùi 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 ra, không nói nó nổ đấy, nó lộ thật đấy. Giờ mình sẽ đi lấy củi chất thật là nhiều vào đây, cho nó cháy to. Không biết úp nồi này cho bao giờ nó mới chín mọi người ạ. Nó còn lâu mới chín luôn đấy, thề luôn. Đấy, đây là con gà bạch tạng nó còn bé luôn mọi người ạ. Nó bé ngang cái nắm tay gì vậy. Hả? Cái gì? Thank you.
không nhỉ mọi người? Mì nữa nha mọi người. Lốt mì này là mình sẽ đợi cho nó cháy hết rồi mình sẽ ra cho nó chín không? Không chín thì thô luôn đấy. Ba mì rồi đấy mọi người ạ. Mì này mì thứ ba này. Lấy hết cái phà bố về chấm chết. Thằng này nó bị dạo mọi người ạ. Nó ngồi nó rất lá, nó bảo yêu không yêu. Thằng này nó bị ngu rồi. Đây nha mọi người, đây là một đàn ngan nhà mình. Có chục con nhưng mà nhà mình thịt mất 6 con rồi. Nếu bạn nào mà vào nhà mình chơi, mình sẽ đái bạn đó một con ngan ăn. Đó. Bạn nào vào là mình đái nguyên hẳn con ngan để ăn. Quan trọng là mọi người có vào hay không. Nhà mình thì chả thiếu cái gì. Đấy. Mọi người thích vào thích ăn gì cũng được. Thích thì ăn bò, ăn trâu, ăn thịt cá sấu, khủng long các kiểu cũng được hết, nhà mình đều có hết. Đây mọi người. Đây đây. Mọi người thấy gì không? Đây này. Nó bảo son nó bạc này. Đấy mọi người thấy không? Đây này, nó ngay đây này. Đây. Son nó bạc rồi. Mình sợ là tí ta lại cháy thủng luôn chứ sao, nhìn mới hài chứ. Rồi ok, giờ mình sẽ chất củi vào nữa nhá. Cũng may là hôm nay là một ngày đúng là không có mưa mọi người ạ. Không có mưa là mình mới quay được cho mọi người xem nha. Sáng ấy, sáng là mình có đi trực tuần nhưng mà đi từ lúc 6 giờ đến tận 10 giờ rưỡi, đúng rồi. 10 rưỡi là mình bắt đầu từ đấy về nên không có quay buổi sáng cho mọi người xem được. Đấy, 4 giờ 5 giờ rồi, tối rồi. Nhưng mà cái mùa hè này nó trời nó tối muộn lắm. Không như mùa đông tối nhanh lắm. Tối tầm 4 giờ 5 giờ nó là tối lại rồi. Không chín thì đúng là giá trị mọi người ạ. Chết thật. Giờ mình thôi mình cứ để vào nhá, đợi cho nó chín rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người nhá. Mọi người, giờ là gần 5 giờ rồi. Trời nó lại đổ mưa mọi người ạ. Đây là đây là mình vẫn là còn chất cái đống củi là mình có chưa xong. Đây. Trong đây vẫn còn cơ. Mình định chất hết đống này vào. Để xong rồi mình sẽ lấy ra, nhưng mà trời nó lại mưa rồi mọi người ạ. Nó có hạt mưa rồi mọi người ạ. Đấy. Khi nào đợi mưa to lên thì mình sẽ ấy nha. Sẽ mang vào. Mình sẽ để đây cho nó ấy luôn ấy. Mưa cho nó nguội cái này đi lên luôn ấy, mình hiểu không? Nguội cái than này đi chứ đừng có nguội cần thủng luôn cả cái lắp của em. Hả? Đâu? Ừ, sao vậy mẹ? Nó thấy cái gì nó lủng lủng ấy. Thủng rồi. Ô, đùa nhau các bạn. Thủng xong rồi. Cháy xong rồi nè. Cháy xong. Cháy xong rồi. Cháy luôn xong rồi gạo. Ôi trời. Ôi sao cháy được. Cấp. Ôi trời. Cháy thật luôn, cháu biết mà. Khóc. Đây đây mọi người. Đây đây đây. Mọi người thấy không? Đây mọi người. Đây, con gà nó cháy thui rồi. Quá. Cầm luôn nhà. Ai cầm đấy mà. Cầm lo còn biết không? Lo biết rồi. Ui, nó khét rồi đấy. Đấy đây mọi người nha. Đây là con gà nướng. À, đây là úp lồi chứ. Nó cháy nhỉ. Cái mề rồi. Rồi cháy hết đi. Đấy.
mình mang ra giữ đường ăn cho chất mọi người ạ. Rồi, ra đâu ra đâu? Từ từ tạch ra ăn chứ được không? Từ tạch cái này, cầm tạch ra. Nôi ra, cháy ra. Ủa. Ở trong trong. Ô. Ngon. Ui mày ăn chung. Cháy mất một bên nồi. Cánh. Đi cánh. Đi cho lại nhìn ghê lại. Ở trong à. Ơ ăn được ai? Để em đợi mời thằng hàng xóm ra ăn rồi, thằng Linh rồi. Ui! Linh xuống được cái cánh đấy. Tách ra, tách ra. Dưới, ăn, ăn đây. Ai đi con mẹ nóng quá. Đây bỏ ra bể. Ôi xuống đấy, cái chung xuống khó. Chùi ngon. Bảo ăn, ăn đi đây này. Rồi, bố tú mà ăn như nào. Con gà. À con gà bạch tạng này. Nó bé quá. Nó thối đấy à, không phải. Nó cháy quá nữa vào nữa ấy. Bố cầm nha. Bé ra cho mà ăn thôi. Con bà cho mày bỏ đi không? Bỏ đây. Xé ra. Ừ. Ai, bố mày ăn à? Thôi, còn đứng con gà thôi. Xé ra cho chúng con. Ăn được. Nói chung là vẫn ăn được. Lâu rồi chúng mày. Đấy nha mọi người, mình làm cái món gà úp đồi nó không được thành công mình ạ. Lần đầu thì hơi sai sót tí, lo bị cháy mất. Còn cháy nguyên luôn cả cái song đấy luôn mình ạ. Mình cứ nghĩ là nó không cháy song đâu, nó cũng không cháy con gà đấy đâu. Ai ngờ nó lại cháy. Đấy, đây là lần đầu tiên nó sai sót nên mong mọi người thông cảm. Nào! Đấy, thì video của mình đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và share cho tất cả mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.